Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan hạng B số tự động nhập khẩu quý vị và các bạn nhé, đến từ thương hiệu của Nhật Bản thì rất là nổi tiếng rồi các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mazda 2. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký từ cuối năm 2019. Những chiếc xe nhập khẩu về Việt Nam mình thì nó thường hay chậm vài tháng. Sản xuất từ giữa năm 2019 thì phải cuối năm 2019 nó mới về đến Việt Nam. Và đặc biệt ở chiếc xe này thì tôi cũng xin chia sẻ thật với quý vị và các bạn, cái điều này là chúng tôi cam kết thật nhé. Từ năm 2019 đến bây giờ, tính ra là 4 năm sử dụng rồi mà chiếc xe này mới lăn bánh có 1.8 km thôi. Chuẩn là 1.8 km các bạn nhé. Chúng tôi cam kết là chúng tôi không cua đồng hồ. Đấy. Và cái điều mà chúng tôi chứng minh cho chiếc xe này chạy đúng 1.8 chuẩn, đó là cái dàn lốp này nó còn nguyên này. Dàn lốp còn nguyên và còn rất là dày. Đấy. Hơn nữa, lốp sơ cua cũng chưa hạ, mới tinh chưa hạ và nội thất còn rất mới nhá. Chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về được trong buổi chiều ngày hôm qua. Thì mấy ngày hôm nay nó đều mưa, cho nên là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì được đâu. Chưa có dọn tí nào, chưa phải làm một cái gì cả, là tôi đem đây tôi quay cho quý bạn cùng xem, rồi sau đó tôi mới bắt đầu đi đánh bóng sơn chi dọn dẹp thì tôi tính sau. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho quý vị các bạn thì quý vị các bạn thấy được là nó chuẩn như thế nào các bạn nhé. Thì thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn đó là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản, pháp lý các thứ là đầy đủ hết, thông tin đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Không có lo tranh chấp, không có lo cái gì cả về chiếc xe này. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 379 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 2 nhập khẩu sản xuất năm 2019 biển Hà Nội này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 2 2019 nhập khẩu biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Mazda 2 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và lăn bánh có 1.8 km thôi quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 379 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc chiếc xe này chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 2 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.